Chiến trận tiếp diễn sau khi ông Bashar al-Assad đọc diễn văn, tin tổng hợp, quân đội chính phủ đã và dân quân quân đội tự do đang cố gắng giáng cho nhau những quả đấm mạnh mẽ nhất sau bài diễn văn của Tổng thống Bashar al-Assad. Như quý vị đã thấy, hai khúc video đưa lên trên Internet sáng nay đã cho thấy chiếc phi cơ đang thả bom các vùng ngoại ô của thủ đô Damascus. Một khúc video khác cho thấy bom nổ ở vùng ngoại ô Daraya và vùng ngoại ô Kafah Batna. Dân quân chiến đấu để lật đổ chế độ Assad từ các vùng ngoại ô phía Nam và phía Tây cố gắng tiến vào thủ đô Damascus đã gặp phải tình trạng bị phi cơ thả bom liên tục. Tình trạng này cũng đã diễn ra ở thành phố Aleppo và Deir ez-Zor. Các nhà tranh đấu trong nước đã cố gắng đưa Internet lên những hình ảnh sự thiệt hại của dân chúng qua các vụ thả bom trên. Tổ chức quan sát nhân quyền quốc tế Syria cho biết, giao chiến đã diễn ra gần phi trường quốc tế Damascus sau khi ông Bashar al-Assad đã đọc diễn văn. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cũng đã cho biết giao chiến diễn ra suốt đêm hôm qua và sáng nay tại tỉnh Idlib và Aleppo. Qua bài diễn văn ngày hôm qua, ông Bashar al-Assad đã bác bỏ đàm phán hòa bình với phe đối lập, kêu gọi động viên bảo vệ quốc gia sau bài diễn văn dân quân đã gia tăng tấn công một căn cứ quân sự nằm gần thành phố Aleppo và tăng cường hỏa lực phòng không. Một khúc video khác đã cho thấy dân quân đang tấn công khu căn cứ quân sự ở Tafanas. Căn cứ quân sự Tafanas và Menat nằm gần ở Aleppo là mục tiêu tấn công của dân quân trong tuần qua. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Thủ tướng Well Onhaki đã triệu tập phiên họp khẩn cấp để thực hiện chương trình quốc gia do Tổng thống loan báo trong ngày hôm qua. Trong 6 tháng qua, dân quân đã kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở miền Bắc và miền Đông Syria, các vùng ngoại ô của thủ đô Damascus và các cổng biên giới đã đi qua Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, quân đội ông Assad vẫn còn kiểm soát các vùng đông dân ở Tây Nam, con đường xa lộ Nam Bắc và bờ biển Địa Trung Hải. Quân đội ông Assad cũng giữ nhiều căn cứ quân sự trên toàn quốc, từ những căn cứ này đã dùng phi cơ và trực thăng tấn công dân quân, thưa quý vị.